Không thành thì sao? Non cao đất dòng biết đâu mà tìm. Đường đời mịn mờ vẫn neo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối ban cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen mà em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chàng thuở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Phút giây ngày ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành lời. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Một tiết mục đẹp như giấc mơ, thưa quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho Nam Em và Mạnh Đồng. Tuần trước giám khảo nhắc nhẹ là hình như thiếu tình cảm chút xíu. Sau những tuần trước thì mình có tiến triển gì thêm không? Có dắt nhau đi ăn chè để tìm hiểu thêm tình bạn không? Có đi dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm. Dạ. Thời điểm này em vừa hết bệnh, em dùng thuốc và truyền nước biển khá nhiều cho nên là
rất là ngại khi mà xuất hiện trước khán giả. Nói chung là em cũng hẹn anh Đồng ra cà phê, em cũng nói với anh là tính em cũng hơi khó ưa này kia kia nọ nhiều lắm, với lại em cũng đang rất là tự ti. Thì anh nói không sao, và em đi với một cái tinh thần là em đến với cuộc thi này là muốn thay đổi bản thân. Cái việc tăng cân chút xíu tròn tròn dễ thương, nam em vẫn đẹp phải không ạ quý vị? Đồng nghĩ sao nè? Có lẽ là trước kia em nhìn không quen cái hình ảnh trước kia, mà giờ em thấy có lẽ là dễ thương hơn rất là nhiều. Đối với một người đi xem ở một cái sân khấu này mà bước ra, trời, hai người đẹp quá, thế là chiếm hết được cảm tình của mọi người rồi. Ra là bao giờ các em chiếm được tới 7-8 điểm rồi. 10 điểm luôn anh ơi. Vì Nam Vương với Hoa Hậu ra mà được có 7 điểm à. Không, nhưng đang đi hát cơ mà. Cho nên phải trừ lại, hiểu không? Rồi, okay. Tôi thích trang phục của hai em hôm nay. Hôm nay Đồng hát tốt, Nam em hát cũng tốt. Nhưng mà có một cái từ này mà anh thấy rất là nhiều bạn hay bị lắm. Khi mà dấu huyền thì hát thành dấu ngã. Cái đó là trường hợp của rất nhiều người hát hay bị gãy từ. Trong phần diễn xuất thì anh thấy Đồng ơi, càng ngày em càng tiến lên tí nhé. Tính về phần diễn xuất thì em vẫn chưa tiến mấy. Hầu như là Nam em phải chủ động dắt em ấy, chứ em không dắt Nam em gì cả. Em là người đàn ông mạnh mẽ, cô ấy ngồi ở trên kia đò kia đúng không? Em phải đưa tay và nâng cô ấy đứng dậy lên, thì anh thấy như là cô ấy là đưa em đi lên thì đúng hơn. Vòng giao đấu 1, vòng giao đấu 2 đều có tính điểm, nên chúng ta phải cố gắng từng chút một. Đạo diễn Nhật Nam thì sẽ có chia sẻ gì cho bạn ạ? Cái bài này thực sự nó cũng hợp với chất giọng của Nam em nữa. Nó mảnh và nó bay bay và nó cũng tình cảm lắm. Còn về phần diễn xuất đó, thực sự Nam em hát những cái bản bolero mà Nam em chỉ hát một mình thôi á, thì Nam em diễn xuất rất là sâu. Có những bản vui thì sẽ rất là vui. Có những lúc Nam em còn khóc nữa. Hát bằng tâm trạng của mình và trái tim của mình á, Nam em có nỗ lực để mà cùng với Mạnh Đồng nắm tay nhau rồi có tương tác với nhau. Nhưng mà có những đoạn di chuyển của bên này á, cái thẹn thùng của Nam em á, nó còn ngại ngại cái gì á. Và ngoài ra anh rất khó hiểu một chi tiết là Nam em đang cầm tay và đang tình cảm ở đứng bên này, đặt tay lên ngực của Mạnh Đồng rồi vuốt, bắt đầu đi một vòng tròn luôn. Và anh nhìn sang anh thấy anh Minh Vi với là cô Tư Cẩm Ly cũng cười. Cái tuyến của các em á, là lúc đó là mình đi trong một cái tâm trạng nào đó. Anh hơi thấy khó hiểu chi tiết đó một chút. Em cũng biết nữa, sao tự nhiên lúc đó em làm vậy nữa. Tình yêu mãnh liệt quá. Lúc đó nếu giá như Đồng hai bạn nắm cái tay này rồi Nam em đi một vòng thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi vuốt luôn cái đi ra làm sao cái quên luôn, đúng ngay cái câu là quên luôn. Dạ em lúc đó là em không nhớ gì và em không biết em là ai và tôi đang ở đâu nữa. Đó, cái người của em nó gần dần trở lại rồi đó. Dần lộ ra. Hôm nay Đồng cũng khá hơn nha, hát tự tin hơn một tí. Và hôm nay hai cái áo trắng cộng với một cái đầm sen trắng, nếu nhìn như đây rất là thanh thoát và rất là đẹp. Anh Nam bóc một cái phốt cuối cùng nữa là đoàn kết. Mạnh Đồng vừa dứt một câu thì mới giật mình. Mình phải nắm tay nha, mình phải nắm tay. Đưa tay, cầm tay Nam em. Là lúc đó nhạc vừa hết luôn. Cái đó em tính kéo bằng ra giữa sân khấu. Xuống một cái, em đưa tay liền một cái, cầm lên. Và vừa hết nhạc, hai đứa nhìn nhau cười. Có nghĩa là tới tập này đã tiến triển hơn chút xíu nhưng mà còn hơi khiên cưỡng. Đúng rồi. Thôi tuần sau mình ăn món khác nữa. Tập sau anh khuyên luôn, Đồng lên đóng một cái vai ví dụ như giang hồ cũng được, nhưng mà ít nói, hoặc là vì một người đã bị tình yêu sao đó. Còn cô này cực kỳ giống như gợi cảm. Sao em để anh Minh Vi hay lôi kéo thí sinh vào tệ nạn lắm nha. Anh ấy dựa vào cái lúc mà sờ đi vòng đó. Cảm ơn ban giám khảo với những chia sẻ rất là dễ thương. Còn riêng chị Cẩm Ly chắc chắn cũng sẽ có nhiều cái mách nhỏ. Rất là thích cái tiết mục này ở cái phần hình ảnh và màn hình. Chị có một lời khuyên đối với Đồng. Em có chất giọng rất là trầm, rất là man luôn. Nhưng chị khuyên em chủ động và tự tin một tí xíu thì em sẽ làm tốt hơn nhiều. Cái hình thể đó khi em đưa cái tay như thế nào, em đưa một cách hời hợt rồi Nam em để lên. Nam em là người chủ động tất cả mọi thứ luôn. Thì chính vì cái sự chủ động của chị cho nên là cái đoạn này rất là khó hiểu. Cái đó là em phải kiểm soát lại nha Nam em. Trong khi là Đồng lại là quá rụt rè. Em hiểu không? Em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Chị dám chắc với Đồng vậy. Yên tâm, bạn tôi là Mạnh Đồng mà chị. Tập sau sẽ mạnh, được không Đồng? Để sợ quá. Sợ cái gì? Mạnh mẽ lên. Để đâu sợ gì đâu. Em mạnh mẽ mà. Chúc cho Mạnh Đồng và Nam em sẽ có một bước tiến mới trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn cho cặp diễn viên Vũ Thanh và Bảo Trí.
gói đỏ ơi, gói đỏ đỏ chi, gọi đỏ chi, sao nghe tiếng không thấy hình vậy, đâu có ai đưa đò, đừng giỡn nghe, chỉ có mình tôi, ai vậy trời, tôi nè, giọng của ai? Giật mình vậy ông nội? Không phải, tôi ở trong này tôi nghe ông kêu đò mà không, tôi không dám ra, tôi sợ mất cái cảm xúc của ông. Về kiếm ai mà kêu đò ông sùm vậy? Tôi kêu với cô đưa đò Tuyết ơi. Kim Tuyết. Bậy 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 bậy. Tuyết ơi. Kim Tuyết vợ tôi. Thiếu gì người tên Kim Tuyết. Kim Tuyết là cô lấy đò ở đây ngày xưa nè. À cô lấy đò hả? À đúng rồi. Cô đi rồi, cô nhường cái đò này cô sang lại cho tôi nè. Cô ấy sang cái chiếc đò này lại cho à, sang, ông hả? Sang lại rồi, mới làm giấy chủ quyền hôm qua. Nhưng mà chiếc đò này là tôi mua đó. Ông mua nhiêu ạ? 2 triệu. 2 triệu? Ờ. Bà sang tôi 20 á. Bà vô phút luôn. Bây giờ kiếm cô Kim Tuyết đưa đò phải không? Đúng rồi. Có biết cô Kim Tuyết ở đâu không? Cô Kim Tuyết. Đây. Này. Gì vậy? Tự nhiên rồi. Nói không nói. Khóc. Không phải. Ông nhắc cổ tôi nhớ lại câu chuyện cô kể, tôi nghe tôi xúc động, tôi cầm được phải không? Cô ấy kể cái gì với lại chú? Cô kể là cô kể sao? Giả cái miệng. Nuốt luôn. Để tôi kể cho ông nghe. Ngày xưa lúc mà cổ đưa đò, cổ có đưa một người đàn ông qua sông. Đúng thì rồi. Trên đường đi qua sông là giữa dòng sông á, người đàn ông ấy tỏ lời ông bướm gió trăng là yêu thương cổ, hứa là sẽ quay về cưới cổ làm vợ, tưởng sao cuối cùng đi luôn không quay về. Cổ buồn quá, cổ mới trách ổng, cái người đó không bao giờ mà cổ quên được. Cổ diễn tả kỹ lắm. Đầu đinh. Có đầu đinh. Mặc quần đen áo trắng, mang giày tây. À, có giày tây luôn. Quất 2 cọng dây thì ghét. Cái mặt xấu tự nhiên lắm. Đúng. Cái người đàn ông đó cái đồ phản bội, phản phé, cái đồ phản pháo, phản khoa học, xấu xa, ích kỷ, độc ác, vô tâm. Cái đồ mà trời đánh Thánh Lâm. Nếu mà Thánh Long Nam tôi gặp tôi cũng lụi ông á. Nó nè, lụi đi. Ủa vậy nói vậy mũi. Hồi nãy giờ ba chửi con đó ba. Xin lỗi anh đâu biết hả? Ông là người ấy à? Chứ gì nữa. Bây giờ tôi muốn họ biết là cô lấy đò đang ở đâu. Ông nhìn đi, qua bên kia sông kìa. Đó, thấy không, ở nông đó, đám cưới tưng bừng đó. Cô ấy chuẩn bị lấy chồng rồi đó. Hả? Gọi đò ơi, ai giúp tôi đưa kịp sang đò, bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn hiu quạnh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Bao điều mãi trời chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em luôn không yêu thương, bao năm xa quê hương nay lại về xa.
sẵn song câu thề mà người xưa bỏ theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đớn người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiu. Mãi đi xa quê hương, mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu hiếm tha hôm nào, mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò là do ông hết á. Ông hẹn hò ông yêu thương người ta tưởng sao ông bỏ ông đi bây giờ mới quay về. Hồi lúc ông yêu cổ là năm ông bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Rồi năm nay ông nhiêu tuổi? 62. 32, 42, 52, 62. Trời ơi 40 năm rồi ông nội người ta chờ cũng nổi luôn ông ơi. Người ta đi lấy chồng rồi ông nhìn đi. Bà chống gậy bà lên xe bông kìa. Tuyệt ơi. Thật lớn cho tiết mục Gọi Đò. À, Trinh quan sát thấy giám khảo Cẩm Ly vừa xem mà còn vừa hát theo nữa cơ. Cái cảm xúc đầu tiên khi mà xem tiết mục này là như thế nào ạ? Thật sự đó, nãy em cũng đinh ghi trong đây nè, vui vui nhưng mà cái mạch cảm xúc của mình nó cứ đứt mạch liên tục, buồn buồn cái xong tự nhiên mắc cười, cái cười cái lại nó buồn buồn cái nó mắc cười cái nó cười, nó liên tục vậy cho nên bây giờ thật sự hỏi nó là bi hài em cũng không biết luôn. Mà công nhận cái ông lái đò này ông nhây thế ớn luôn vậy đó. Em thấy trong bài này thì em chưa nghe chưa có đã lắm đâu so với giọng của hai anh. Nếu mà mình là đã xong ca thì cố gắng đừng để nó bị so le nhiều. Chưa nói bè mình, chỉ nói hát đồng âm thôi thì nó sẽ hay cái tiết mục của mình hơn. Chúc mừng anh Trí với anh Thanh. Cảm ơn Ly. Bản thân đây là một bài hát nó quá hay. Cái giai điệu nó đẹp. Cái ảnh đằng sau cái sân khấu á, nó gợi nhớ cho Quang Linh nhiều năm đi lưu diễn ở vùng miền Tây. Anh Trí đã lột tả được ngay cái câu đầu tiên anh bắt vào. Một cái người mà sống trong cái ca khúc như vậy, đứng bên này và họ nhìn qua bên kia những mái nhà tưng bừng đón dâu ở đám cưới, ôi nó buồn ghê lắm. Tuy nhiên em cũng đánh giá đây là một cái bài hát bi, nhưng mà do cái cách của hai anh nó có lúc nó hài, có lúc bi, thì nó làm cho cái nỗi buồn nó nhẹ đi. Linh thích những cái gì nó vừa đủ. Rất thích tiết mục này của hai anh. Ở hai anh có một cái sự duyên dáng nó chắc chắn lắm, nó toát từ trong người lẫn cái sự trải nghiệm của cái tuổi nghề mà các anh có. Và trong cái lần này thì cũng do cái cách mà chia câu ở trong bài thì lại thấy anh Chí hát rất hay. Cảm ơn anh một lần nữa. Lúa càng chín á thì càng cúi đầu, mà mặt hồ càng sâu thì mặt nước càng tĩnh lặng, đúng không? Hai chú ra một cái tâm thế rất là thoải mái. Và Hà Trinh còn nhớ các tập trước thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam có nói là chỉ xin phép được học hỏi một số những cái chiêu thức dàn dựng, thì không biết là hôm nay thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã học hỏi được thêm những chiêu thức gì chưa ạ? Nói chung là các anh càng tỏ ra bi thương và em dưới này em cười quá trời quá đất. Thật sự là các anh đã xác định ra là mình nên dựng một cái tiết mục này cho nó nhẹ nhàng và theo một cái hướng mới, vẫn đảm bảo phần ca nó thật là hay và ngọt ngào, nhưng mà mình chuyển tải một cái yếu tố tích cực nhẹ nhàng vào. Và đặc biệt là cái điểm cuối nữa, người yêu cũ 60 mấy tuổi rồi mà còn lên xe, nó rất là cường điệu, cộng với tất cả những cái điều cường điệu trước đó, buồn cũng cường điệu, khóc cũng cường điệu, tạo nên một cái tiết mục nó hóm hỉnh và nó dễ thương lắm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Cảm ơn. Đạo diễn âm nhạc Minh Vi có nói là nếu mà mọi người cùng khen thì anh sẽ tìm ra cái lỗi nào đó để cân bằng. Có thật như vậy không anh? Những cái mảng miếng của ba anh em mình bàn với nhau, với lại cái kịch bản dù em có đưa ra, nhưng nếu không có hai anh diễn được, kịch bản cũng vô dụng. Nhìn chung một tiết mục mà để lấy được nửa bi, nửa hài rất là khó. Và hai anh làm hôm nay tuyệt vời.
Cảm ơn. Không biết ai anh có nghe cái gì không, chứ Hà Trinh hình như nghe thấy cái tiếng gọi của cái giải thưởng tiết mục ấn tượng đang tới gần hay sao đó. Một lần nữa xin cảm ơn tiết mục Gọi Đò, một sáng tác của tác giả Hồng Sương Long, được thể hiện bởi diễn viên Vũ Thanh và diễn viên Bảo Trí. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Thương Về Miền Trung với phần thể hiện của diễn viên Tuấn Dũng và ca sĩ Lý Thu Thảo. Alo, ba à, ba gọi cho con dưa ní có chuyện chí không ba? Dĩ nhiên là có chuyện mới rồi, ba với má tỉnh hết rồi. Tiền bạc đã vẽ là mua luôn rồi, bây giờ là 2 tuần lễ nữa thôi là về quê với ba má để lấy chồng nữa chưa? Con lại cho mô, con về đâu, tặc mày đây. Ôi rồi, hẹn người ta đó nè. Quay, quay. Hả, à, trời lâu quá đi. Anh Răng, anh gọi em ra đây có chuyện gì không? Nói mau em đi về. À, từ từ, anh tính hỏi là có phải là sắp sinh nhật em rồi? Không quá, em ngại rơi nè. Em ngại, ngựa đó mà ngựa. À, ngại, ngại. Vậy, ngày mai sinh nhật anh qua anh chở em đi ăn được không? Anh nói cái gì? Anh nói là ngày mai sinh nhật anh qua anh chở em đi ăn. Một tháng nữa mới đến sinh nhật tôi, mai là sinh nhật mã tôi. Ủa không? Trời ơi, tôi tưởng đâu là anh vậy. Không, em ơi, chắc là quệ, chắc anh lo chuẩn bị quà cho em á. Cho nên là quên á, đợi chút xíu nha. Thôi, đợi anh chút xíu. Trời. Tặng em nè. May mà có quà, tha cho đó. Cầm đi. Mà rắn yêu nhau trời ơi, anh tặng cái chim mà hóa hẹo nhiều hóa tươi. Đây là tất cả những tình cảm mà anh dành cho em. Bởi vì mỗi lần gặp, hai đứa mình gặp nhau ở một rẫy khác nhau. Và mỗi một rẫy, anh đều bước một cành bông để dành tặng em. Đến bây giờ thì nó đã được 100 cành rồi. Rồi là đồng nghĩa với việc là anh và em gặp nhau ở 100 cái rẫy. Đúng rồi. Mà trong khi đó, quê mình có 20 cái rẫy thôi. Hay thiệt. Ôi mà thôi, em đi về đây, em gặp anh sau nhá, em về đây. Trời ơi, ông ơi trời, hẹn con. Cái gì vậy, ông nội, ủa mày tự nhiên sao xuất hiện ở đây vậy, hả? Rửa là nay dơ là nghe hết rồi. Kệ, em quên. Cái chi? Ngày mai á, con qua rủ nguyên một lớp mình đi ăn, đi không? Thì bình thường có chi đâu, nó là bạn mình mà mình không đi mới là lạ đó. Đúng rồi, đi chứ. Con qua là bạn mình đúng không, huống hồ gì ngày mai là sinh nhật con. Trời đất ơi, chuyện qua lâu rồi đó, mà suốt ngày cứ cầm cái đống cây đó rồi tưới, mà tưới nó có lên nó mới tức chứ. Nhớ thì về ngoại thăm người ta đi. Sao ngày nào cũng nói chuyện này với tao vậy? Tao nhớ thì được cái gì, Huệ có nhớ tao đâu. Không chừng bây giờ có chồng rồi. Mày nói cái gì? Rủi đang ở ngoài đó, nó không có chồng, mà lúc này lại còn không có mày nữa. Mày có hối hận không? 1 tuần nữa là đám cưới tao. Nhớ qua chơi nha. Giờ sắp cưới của tao á là giám đốc của một công ty ở thành phố, mà còn chịu cưới tao, làm rẫy nè, nông dân, nghèo. Bất cứ cái gì trên đời cũng có thể xảy ra. Quan trọng á là hai người phải chung một cảm xúc kìa. Cảm xúc của tao thì lúc nào cũng vậy. Tao luôn nhớ Huệ, nhưng cô ấy thì không. Mày sai. Con Huệ rất thương mày. Mày không nhớ cái ngày nó bỏ đi hả? Nó gọi điện thoại cho ba má nó. Nó nói là con quyết định theo lời ba má về cưới chồng. Có nghĩa là trước đó ba má nó đã ép nó lấy chồng rồi. Nhưng mà nó vì mày, nó vì mày nên nó không chịu lấy chồng. Ê, đi đâu vậy? Cảm ơn mày. Tao có chuyện, tao đi một thời gian. Tao đi chung. Không cần đâu. Về tao kể lại cho nghe. Cái gì vậy? Còn tao sao? Ê vô.
trùng thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhắn đôi lời. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng họ ngoài vân lâu chiều nào, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi mưa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Xóa mơ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Anh biết chăng anh đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Đi mô rửa đi vô nhà cho đi múa mà ra nghe cái giọng quen này. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn trang pháo tay cho ca sĩ Lý Thu Thảo và Tuấn Dũng à. Thảo ơi, sao cái tư thế cuối kết mà cười dữ vậy? Dạ cũng chỉ dụ mang guốc nữa chị cho. À vậy hả? Nhưng mà lần này không mang giày trắng nữa. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ tại em thấy cái trắng cao hơn này nó cũng không ổn mà tại cái này cao quá. Thấy hôm nay là mượt mà dễ thương mà không biết là ban giám khảo sẽ có những góp ý gì đây. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi ạ. À. Kịch bản thì mọi người sẽ hiểu theo một kiểu. Còn về phần hát, cái bài này thì lâu lắm rồi anh mới nghe lại. Hai đứa hát ổn, có tình cảm, nhưng mà Dũng anh cần em bớt cái nức nở lại một chút. Nhưng mà để làm một cảm xúc về cái bài miền Trung Huế như là cảnh đẹp nên thơ này cũng hơi khó. Thực ra cái bài này á, cách đây mười mấy năm á, có một người hát anh nghe xong anh khóc luôn. Và không phải anh, nhiều khán giả ở sân khấu mỗi khi cái người ca sĩ này hát bài này
nếu ai là người con miền Trung đều khóc. Anh ca sĩ đó hôm nay có ở đây không anh? Anh biết anh xem tivi nhiều cho nên anh đoán đó là anh Quang Linh. Nhà anh có tivi. Anh Linh ơi, ở đây cũng có nhiều khán giả cũng nhớ về cái hình ảnh đó. Anh có thể thị phạm lại vài câu cho tụi em cũng được có cái cảm xúc trong cái tiết mục này không ạ? Anh ngồi anh cũng nhớ kỷ niệm. Hình như bây giờ các bạn đi quay một cái video. Anh Quang Linh ơi, dễ gì mời được anh Quang Linh ha. Khó lắm tụi em mới gài vô được cái thế này. Trong một cái không gian mà cầu Trần Tiền kìa, sông Hương nữa kìa, có bến ngự nè. Tôi nói nhẹ nhàng để tôi xin nhận xét tiết mục này luôn. Còn tôi nói một cách mạnh mẽ là tôi nói tiết kiệm cho nhà điện, cho nhà đài. Không, nhà đài không cần anh tiết kiệm. Nhà đài cần anh hát. Ai cũng mong chờ mà. Thôi, mong chờ. Thôi. Anh nhỏ con nhưng mà giọng anh to lắm. Em ơi chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn mưa. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phôn hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn người ơi. Nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn. Rồi, tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và xin được nói là tôi thấy vừa rồi hai em hát rất là hay. Và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì chỉ mới có một tuần thôi mà Dũng có một sự tiến bộ rõ rệt luôn. Hôm nay em hát không có chênh có phô gì cả. Còn Thảo thì giọng của Thảo quá đẹp. Khi mà em bắt vào câu đầu tiên thì nó đã thuyết phục được anh hoàn toàn. Cảm ơn hai em một lần nữa. Cảm ơn những lời nhận xét của anh Quang Linh và con anh Hoàng Nhật Nam, cứ cười miết thôi. Anh hát da diết quá, anh ấy cười đấy. Anh cũng có thời gian học ở Huế, cho nên là anh nhìn thấy những cái cảnh sắc hai bên bờ sông Hương, rồi anh nghe anh Quang Linh hát nữa cũng cho gợi cái thời sinh viên anh học. Cho hai câu thơ đi. Là thanh xuân đó dữ dội hay là êm đềm hả anh? Thanh xuân của anh có cả hai. Anh đã từng bơi qua cái dòng sông Hương này luôn. Để lại hết ở đấy rồi đúng không? Đó thì anh thấy là những con người Huế thì cũng sâu sắc. Và anh vẫn còn nhớ hai cái câu thơ là: con sông dùng dằn, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu, đã sản sinh ra những người con Huế như là anh Quang Linh với cái giọng ca rất là mượt mà và lay động lòng người. Cho anh Quang Linh một tràng pháo tay nữa được không ạ? Cảm ơn các bạn. Ở tiết mục trước á, cái kịch bản nó có phần gãy gọn và những cái câu thoại á, nó có phần xúc tích hơn và rất là dễ hiểu. Nhưng mà ở phần này á, anh phải rất rất là chú ý từng câu thoại nữa, với những cái tình huống gặp nhau, rồi có một cái anh bạn nữa, nó làm cho khán giả và đặc biệt là riêng anh á, anh cảm thấy là phân tâm. Anh biết là Tuấn Dũng có những câu thoại, những mảng miếng rất là thông minh, thì anh cũng muốn là em tiết chế lại ở phần kịch bản, giá như là nó ngắn hơn để mình về với cái khung cảnh này, anh nghĩ là nó sẽ vừa vặn hơn. Nếu như là một tiết mục bình thường không có dàn dựng và không có cái kịch á, thì anh sẽ không có để ý về mặt chi tiết. Nhưng mà đây thì mình đã đi vào kịch rồi thì nó có những cái đó thêm thì nó sẽ thuyết phục hơn. Còn lại thì mọi thứ anh thấy là nó rất là ok. Cảm ơn những đóng góp của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. À, chị Tư Cẩm Ly, chị có hài lòng với tiết mục này không ạ? Cái bài này á, thì chắc em cũng phải cảm ơn bạn Nhân rất là nhiều. Tại vì bạn trợ diễn, xong rồi bạn còn làm cả luôn di chuyển đạo cụ trên sân khấu. Tức là mà bạn phải tích trong tích tắc, bạn làm rất là nhanh. Với lại Nhân có một cái là Nhân thoại á, Nhân đẩy cái cao trào, cái tiết tấu của cái kịch của tụi em lên thì nó sẽ đỡ nhàm hơn. Chúc mừng Dũng với lại Thảo nhiều. Xin cảm ơn những lời nhận xét chân tình của ban giám khảo và xin chúc mừng Tuấn Dũng, Lý Thu Thảo đã vừa hoàn thành phần thi của mình ạ. À.
Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Một Trời Yêu Thương Bão Tố qua phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Nguyên và ca sĩ Yên Nhiên với ca khúc Em Đi Rồi và Tình Chết Theo Mùa Đông. Đường xưa còn nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu, chỉ đơn đau còn. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang. Trời buồn người càng buồn, cho mấy nước thêm băng khoáng. Nhớ em từng phút mong từng giây em. Chia cùng ai nỗi buồn trên sương người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly. Dù tình thật xa tình vẫn còn đây, tình đầu thường gây bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Anh sợ em sợ những ngày biệt ly. Trời buồn tình ngâu, trời đêm bao tố, mưa tuôn thành dòng thuận gió biển đông. Tình buồn tình xa tình cũ.
Và thưa quý vị, đó là Hoàng Nguyên và Yên Nhiên. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Cái bài này được Yên Nhiên với lại Hoàng Nguyên thể hiện khá là tình cảm. Chỉ là một cái không gian tuyết trắng. Và Yên Nhiên thì hôm nay rất là xinh đẹp, quyến rũ. Hôm nay thì anh cũng thấy là Hoàng Nguyên đã có sự lột xác hơn, tình cảm với bạn nữ hơn và nhẹ nhàng hơn trong những cái bước đi cũng như là những cái sự tương tác với Yên Nhiên. Hai bạn có một sự hòa hợp với nhau rất là ăn ý. Nhưng mà để mà đạt được một cái gì đó mà nó cao trào á, thì hôm nay trong cái giọng hát của hai em á, chưa có những cái đoạn để phô diễn. Không biết là cảm nhận có đúng hay không, thì để anh Minh Vy với là các vị giám khảo còn lại sẽ phân tích thêm. Ly thì có cái cảm nhận hơi khác xíu anh Nam. Chị hơi tiếc là tụi em không có vận dụng cái bối cảnh phần đầu của bài hát á. Chị muốn giống như tụi em ở hai nơi khác nhau, mà phải em mới tận dụng những cái cây này nè với lại khung cảnh mà tuyết, để mà cảm giác cái nỗi cô đơn, cái nỗi buồn, nó sẽ tạo cái hiệu ứng cảm xúc cho mình nhiều hơn. Nhưng trong bài này chị có lời khen cho Nguyên, trong em hát em bắt đầu thấy thoải mái hơn, giọng em bung ra hơn, ấm đầy hơn và có tình cảm trong đó nhiều. Còn Yên Nhiên, giọng em thì nó cao lắm, cao chó vót luôn, em hát rất tốt, nhưng giống như anh Nam nói, mình phải có những cái cao trào trong câu hát. Em đọc từng lời em sẽ thấy cái cao trào khi nào mình cần lắng và khi nào mình cần bùng nổ. Và em hơi bị một tí xíu chao đảo ở một vài chỗ. Chúc mừng Nhiên với lại Nguyên. Phần hát của hai em hơi bị đều. Mặc dù bài hát này có đầy đủ cao trào, Ben đánh rất là hay. Chơi buồn tình ngẫu, chơi đêm bão tố, mưa tuôn thành dòng, cuộn sóng biển đông. Dù tình mưa ra nên nó nên nó, hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông. Trời ơi, tình chỉ cần liếc lui đằng sau cái là em sẽ có đầy đủ hồn vía để em hát. Cái cảnh mà nó một cái rừng phủ tuyết mà nó buồn không bóng người đấy, chỉ có đúng em đứng ở đó thôi đó. Đó, cô đơn như thế, giống như cách mình nói chuyện, mình có ngắt câu, mình có nhấn có nhá, thì khi hát cũng vậy, tránh nó đỡ bị đều đi nhá. Cảm ơn các anh. Hai bạn quen rồi, Nguyên quen phòng trà, Yên Nhiên cũng có thể quen với cái cách xử lý của đoàn. Và em hát là hát thể loại là dân ca âm hưởng Bắc Trung Bộ nhiều hơn. Hôm nay em mạnh dạn em chuyển qua cái xì lô rốc này, cái trữ tình. Anh ghi nhận sự cầu tiến của hai em là dám đổi dòng nhạc. Cách hát hôm qua không có chỗ nào chê được hết trơn, nhưng nó sẽ bị điều. Giống như một dải lụa đi mà nó rất là thẳng. Ý anh muốn là dải lụa đi nhưng phải có lúc gợn sóng nó lên xuống, và có lúc cuồng phong, có lúc mà bão tố, thì nó sẽ hợp với cái bài này hơn. Hiện tại bây giờ em đang dừng lại ở mức là ok, một bài hát hay, thể hiện tốt cộng với bối cảnh đẹp, còn chạm tới cảm xúc người nghe nhiều hơn nữa lần sau. Cảm ơn phần biểu diễn của các bạn trong ngày hôm nay rất nhiều. Chúc các bạn sẽ có phần thi tốt hơn nữa trong những vòng thi sau. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả sẽ thưởng thức liên khúc Không Phải Tại Chúng Mình và Tuyết Lạnh, được thể hiện bởi Đông Dương và Như Huỳnh. Ta dọn cái bộ móng này, gặp đi rồi biết. Con gì mà trốn cả tháng trời. Mấy đứa bạn nó đã đứng đường đâu đây nè, trốn bên kia phải không, qua đứng bên đây đi. Tôi gặp đi, tôi cà mà không nét cái mặt cái con nó đó. Chứ phải nó con tôi đâu. Đứng lại, ve cái mặt lại coi. Dạ má. Trời ơi, gặp má thì phải vui cười chào. Má cười. Sao gặp má mà có mặt buồn gì con? Má con gì đây? Sao cả tháng nay không làm tiền đưa tôi, cả tháng nay trốn tôi, biết là tôi kiếm cực khổ lắm hồn. Má ơi, cả tháng nay con bệnh, con không có đi làm. Trời ơi trời, làm gái mà tưởng là nữ sinh, bệnh cái viết đơn xin nghỉ. Mày có bệnh cỡ nào mày cũng phải làm, mà mày nộp tiền cho tao, nếu không tao cào nát mặt mày. Má, tao nói cho cả xứ mày biết là mày làm đến Sài Còn làm gái. Má ơi, con lại má. Má nói mày cũng la lớn mà. Má ơi, con lại. Tao là má mày hay mày má tao? Tao chửi mày bụng họng mày. Mày bà kia. Ê, Buông ra Hỏi à, nó tâm một cái
có chân gách bộ đồ trăm rưỡi của tôi. Ê mù hả, sao mà đụng vô cái chảo tôi quá trời quá đất vậy? Ê bà đừng có ý quyền ủy thế mà bà ăn hiếp người ta. Nay gọi là anh hùng cứu Mỹ Nhân hả? Tao nè cũng Mỹ Nhân nè, cứu đi. Bà tôi đụng một cái nữa bà bể bụng bầu bà không? Ôi trời ơi, trời nó còn đồng trinh nó có bầu, bậy bạ dễ sợ luôn. Bây giờ bà muốn sao? Mày muốn cứu phải không? Nè bữa nay trời ơi, nói chuyện thôi à, nói chuyện làm cái vậy? Qua lấy cái vỏ vô duyên, ai đụng nó đâu. Tính vừa ăn cướp gì để làng giật vỏ luôn hả? 7.2 tỷ mày. Nè nói trước nghe, không lo đàn gái mà đưa tiền cho tôi đó, tôi về dưới quê mấy người đó, tôi la lên tôi nói á cho ba má mấy người biết, mấy người lên Sài Gòn làm gái nó trả ra. Bà thấy chưa? Từ từ đi, mập quá mà đi nhanh sao được. Như bà nói vậy là sao? Dạ. Có phải thiệt không? Em phải không Như? Em nói thiệt đi Như, phải không? Em điên rồi Như ơi. Anh lên Sài Gòn mấy tháng nay, anh đi làm thêm là anh đi tìm em. Mà bây giờ ở dưới quê ba mẹ mà biết á, ba mẹ mà biết thì ba mẹ sống sao? Như ba em bệnh gần chết dưới quê kìa Như. Em cũng thương ba mẹ em hả Như? Hả Như? Chính vì em thương ba mẹ em cho nên em mới lâm vào cảnh như thế này. Ba em bệnh nằm liệt giường, không có tiền thang thuốc. Mẹ của em thì ngồi khóc trong vô vọng. Bà Sáu về quê á, bà năn nỉ ba mẹ, bà nói là em lên Sài Gòn phụ quán cà phê, bà sẽ cho em gói tiền về cho ba chữa bệnh. Nhưng mà lên trên này rồi em mới biết là bà bắt em làm gái. Sao vậy Như ơi? Sao mình lâm vào hoàn cảnh này vậy Như? Tại ai? Tại sao vậy? Nghèo. Tại nghèo Như ơi. Tại tôi nghèo. Tại tôi nghèo, tôi không có tiền tôi giữ người yêu tôi. Tại tôi nghèo không có giữ được em Như ơi. Anh không bảo vệ được em. Tại anh Như ơi. Tại anh Như ơi. Tại... Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông tơ bắt cầu, bà nguyệt nổi chưa yêu. Vui tròn vui ban đầu, rồi thời gian lướt mau, tình ta hóa màu. Đang dựng phim sầu để thương đau khi tình hết. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tình yêu, tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Thắm hoa dần tàn, thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kêu sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại đời đen trắng nên chúng mình xa. Không trách người, mình không trách mình, đời đổi thay như màu áo. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Không phải tại anh.
rồi, không có phải họ hai với bay, tại tao. Trời ơi, cái thùng này xưa quá à. Gái dưới quê lên Sài Gòn làm gái cái đâu thừa à, ba đau, mẹ yếu, nhà ngập, em đông đi học đóng tiền. Trời ơi, còn anh Hùng muốn cứu mỹ nhân hay muốn xích lô chạy? Trời ơi, lại làm phim rồi. Mày thấy cái gì, mày hát cái gì mệt đó bé ơi. Muốn cứu mỹ nhân thì có tiền nha. Có tiền mới được cứu mỹ nhân nghe chưa. Bà cần tiền đúng không? Đúng rồi. Bà cầm tiền rồi bà cút khỏi nơi đây giùm tôi. Tiền mà nó chọi ghê quá lụm. 5, 10, 15, 30, 40, 60. Trời ơi trời, có 60 ngàn bạc mà để cứu mỹ nhân. Thấy ghê không? Nè, 60 ngàn này á nha, không đủ cho mày mua bông gòn thuốc đỏ mà mày xích cái mặt mày nữa. Bây giờ mày muốn sao nữa? Sao? Đừng mà. Đừng có lại ông mà. Đừng có đánh má con lại má mà. Đừng mà. Đừng có lại ông mà. Đánh là mày. Đánh là mày. Đánh mày. Đánh. Má ơi con lại má. Má ơi con lại má. Thôi mợ chấm. Đánh anh muốn chết hả? Đánh chấm được không? Ôi! Chính gia! Trời ơi trời! Thôi mắp gì hiệu gia? Đánh ra chi mặt đứng nổi? Văn mã thôi! Còn mày á! Mày mà có ý định bỏ trốn về quê á! Hay là không làm gái á! Không đưa tiền cho tao á! Thì cái mặt mày hắc bét! Không hề mà nguyên vẹn đó đâu. Mày ơi. Mày gì mày muốn mày muốn. Ơi đừng mà. Mày ghê ăn đòn không? Thôi. Ơi đừng mà. Tao có tiền quá giỏ rồi. Bực bội à. Anh Dương ơi. Anh có sợ không anh Dương ơi? Đánh người cũng mệt nữa. Đi về 60 ngàn mua đi trà sữa uống mệt quá. Anh Dương, anh có sợ không anh Dương? Tại em anh bị người ta đánh. Anh đi về đi. Anh không có sao hết. Anh đi về đi. Một hồi má quay lại, má đánh anh chết. Anh đi về đi, anh bỏ mặt em đi mà. Anh về, anh mới về Như. Anh thương em mà Như. Như. Em muốn còn mặt mũi nào để nhìn cha mẹ, để nhìn lối sớm bà con. Anh hãy quên em đi. Anh hãy quên em đi. Em không về nữa đâu. Vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Tại em đó nên duyên mình giờ tan nào mông mưa quyền quý cao sang một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng một dàn thiên lý dâng ngang đường tình hai đứa thành thơ. Ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Thời anh không hiểu hay bởi do trời. Trời đầy hai đứa hai nơi. Để giờ đây thấy buồn cả. Để giờ anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ư thề. Xa người thương, đành phụ bạc lời yêu đương. Cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu gì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách chi em. Thì
thì thôi, kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm. Trang pháo tay cho Đông Dương, Như Huỳnh và đặc biệt là diễn viên Hoàng Mập và Xuân Liêm. Khi mà diễn chung với Đông Dương mà bạn ấy nhiều cảm xúc như vậy thì mình cảm thấy như thế nào? Thực sự thì Như Huỳnh rất là may mắn khi được tham gia với một nam diễn viên mà lúc nào anh cũng đầy nhiệt huyết. Làm việc thì anh làm rất là hết sức, đặt hết tâm tư vào trong cái tiết mục. Huỳnh cũng cảm thấy là mình máu lửa thêm và bị cuốn hút theo cái nhiệt huyết của anh Đông Dương. Cho phép Đông Dương cũng được nói một lời cảm ơn. Cảm ơn chữ duyên. Cảm ơn cái duyên đã cho hai đứa em gặp nhau, cho em được làm những cái gì mà em chưa có thể được cọ sát và phát cho đài truyền hình Vĩnh Long, cũng là quê hương của em. Xin cảm ơn cái duyên này. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ với một tiết mục rất xúc động. Và xin mời những nhận xét từ ban giám khảo. Bắt đầu từ cái phân đoạn mà em bị anh Hoàng đánh đó Dương. Chị ở đây chị muốn lên chị đánh Hoàng dễ sợ luôn á. Em có gây thù chuốc oán gì với Hoàng mà bây giờ mượn cơ hội này để trả thù không em? Anh Hoàng cũng là một người thầy. À. Lâu em cũng thường nghe. Trời ơi, nói nghe nè. Anh Hoàng ơi. Anh Hoàng em xin anh. Em đối chức ba mặt một lời liền. Chị hỏi đi. Em đã dám nói em thù quán cá nhân, nói là em giết nó liền. Vậy là lấy thịt đè người hả? Thật sự câu chuyện này diễn ra là hoàn toàn khác. Ừ. Cả tuần trước ba đứa tập. Ừ. Mà đầu tiên Hoàng không có chịu tập. Ừ. Hoàng nói là thôi các em thi đi, anh xuất hiện kỳ lắm. Thì các bạn có mời một số nghệ sĩ nữ. Ừ. Đóng thì các anh các chị nghệ sĩ nữ đó kẹt. Tới bước đường cùng là kêu Hoàng vô. Ừ. Nguyên ngày hôm qua anh chạy chương trình, chồng của em dạ. phán con câu và sửa hết toàn bộ. Thì tối hôm qua đúng 10 giờ anh qua tập tới 10 rưỡi chưa làm được. Anh chửi té tát anh về. Hồi nãy anh đánh là anh đánh thiệt đó. Đó. Dạ anh hiền quá mà. Dạy nó hoài mà không có được. Tức quá phải không? Nó diễn nó sợ gì, nó gầm nó làm đủ thứ chuyện đó. Em cứ xả gầm ra em nhẹ nhàng thì em vô. Còn Như Quỳnh bớt quỷ mị lại. Em làm gái. Em có 10 cái gái gì tao mới khóc đâu. Em phải đời thiệt. Em làm gái thì người ta mới đau. Em chửi nó vậy đó. Giờ em chào vị khán giả, chào khán giả là chào vị khán khảo. Bạn cho bạn chức. Em đi xuống. Thôi chưa chưa, lại đem em ôm. Em lại đem ôm gái lâu quá gặp. Nói nghe nè, cái bụng thiệt cái bụng giả đây, có người thắc mắc kìa. Bụng thiệt có bầu dính mình. Một tràng vỗ tay thật lớn cho người thầy của Đông Dương à. Quay trở lại với Đông Dương và Như Huỳnh nè. Bây giờ mình có tự tin là mình đã được lột xác chưa? Cảm ơn người thầy của em. Nói gì chứ xưa giờ thầy la không mà thầy chưa có quýnh. Mà bây giờ thầy quánh cũng hơi đau, nhưng mà cái đau này thấm lắm. Đau. Thật ra chị hơi bị sốt ruột đó. Đánh tới tấp như thế. Rồi sau đó chị thấy em tơi tả tả tơi. Sợ hát không được. Từ cái phân đoạn đó chị thấy em có cái sự nhập tâm. Và kể từ lúc đó em diễn với lại Quỳnh, chị thích hơn cái đoạn đầu. Nó vừa đủ mà lại thấy tình cảm. Mà chị thấy những tràng pháo tay của khán giả và cả những cái xúc động trong cái đoạn đó. Còn ở cái đoạn đầu á, tại anh chỗ đó đó đó. Rồi sau đó em mới quay qua thì Quỳnh mới hát không phải tại anh, cũng không phải tại em. Thì cái câu vào đó rất là đắt, là tại vì nó đi theo cái tuyến của cái nhân vật cũng như cái câu vào của bài Tiết Lạnh. Nhưng giá như em có thể tiết chế một tí xíu lại, nó có vẻ như là hơi quá một thiếu so với cảm nhận của chị. Còn ở đây thì em cũng phải cảm ơn sự hỗ trợ của thầy em là anh Hoàng Mập. Đúng là nhân vật của bà má mì mà anh Hoàng Mập đảm nhiệm đã đẩy cái cao trào lên rất là nhiều. Anh thấy là cái đoạn mà đánh á dễ thương và nó hài hước lắm. Quánh Đông Dương mà còn phải phối hợp với bên trống nữa.
các cái phần diễn thì anh cũng muốn Đông Dương tiết chế hơn một chút. Đang diễn và nó đang đông đầy thì lúc mà vào câu hát á, mình đảm bảo câu hát đầu tiên và sau đó thì nó sẽ nuôi tiếp và nó đẩy cảm xúc lên hơn nữa. Nói chung mọi thứ thì rất là hấp dẫn và nó cũng có những cái kịch tính nhờ những nhân vật trợ diễn thú vị. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh Quang Linh thấy căng thẳng quá. Anh thú nhận là anh thích phần hát của các em tuần trước hơn. Lần này đóng theo kiểu nó hơi bi, cho nên khi tụi em bắt vào bài hát, cái cảm xúc nó dẫn dắt. Tuy nhiên cái đó nó xảy ra nhiều quá thì tự nhiên anh lại thấy nó không có như ý muốn. Anh xin nói ngoài lề một tí, anh có xem một cái bộ phim, đó là phim Bố Già, và có một cái cảnh mà anh ấn tượng vô cùng. Cái cảnh cuối cùng là ở trong cái nhà hát opera và cái đứa con gái mà ông yêu quý nhất bị bắn chết thì máu nó phun vào. Tự nhiên ông thấy áo ông ướt đỏ hết, thế là ông tưởng ông trúng đạn. Nhưng mà té là ông không trúng mà con ông trúng, mà đứa con ông yêu quý nhất trên cuộc đời này. Là anh nhớ lúc mà gục xuống là cái mặt của ông khủng khiếp lắm. Và ông la lên mà nó không ra tiếng. Mãi mất mấy giây sau thì tự nhiên một cái âm thanh trong cổ họng ông nó khàn đục và nó phóng ra một cái. Trời ơi, cái cảnh đó nó ám ảnh anh, thực sự là ám ảnh anh suốt mấy chục năm nay. Anh nói ra điều đó để thấy là không phải cái âm thanh gào la liên tục thì nó sẽ đưa đến cái sự xúc động, mà chính là chọn cái thời điểm nào để âm thanh nó đưa ra. Cái đó mới là cái quyết định và cái đó mới là cái tinh tế trong sự diễn xuất. Thì anh thấy có cái cảnh cuối mà khi Dương quằn quại la gì đó, em la nhiều và nó lặp đi lặp lại nhiều quá, thì anh có một cái góp ý nhỏ như vậy. Cảm ơn hai em đã lắng nghe. Xin cảm ơn câu chuyện của giám khảo Quang Linh. Và chốt lại thì đạo diễn âm nhạc Minh Vi có đôi gì muốn chia sẻ cho các bạn không ạ? Hai đứa em có tiến bộ rất nhiều và chịu sửa cái thói quen của mình. Phần 1 của bài hát vào nó rất là ngọt so với cái mạch kịch. Nhưng tới phần 2 thì người ta đã biết hết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thì giá như phần 2 mình nhẹ lên một tí thì nó sẽ ngọt hơn và nó sẽ đậm nét hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn Như Quỳnh và Đông Dương. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bật mí tiết mục nhận được giải thưởng tiết mục ấn tượng trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón năm cặp đôi thí sinh của bảng A. Trong vòng giao đấu 1 này chúng ta đã bắt đầu tính điểm, nhưng trước khi chúng tôi công bố phần hồi hộp nhất của chương trình, xin phép ban giám khảo và quý vị khán giả cho Hà Trinh được công bố điểm số tổng của phần giao đấu 1. Đêm giao đấu 1 và giao đấu 2 sẽ được cộng số điểm với nhau. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ loại hai cặp thí sinh của hai bảng có số điểm thấp nhất. Chúng tôi xin được công bố tổng số điểm từ 4 giám khảo của chương trình dành cho tiết mục của diễn viên Vũ Thanh và diễn viên Bảo Trí. Tổng số điểm cặp đôi có được là 38,25. Ca sĩ Nam Em và ca sĩ Mạnh Đồng nhận được số điểm từ 4 giám khảo là 37 điểm. Và số điểm dành cho diễn viên Tuấn Dũng cùng ca sĩ Lý Thu Thảo. Với phần tiểu phẩm của mình, các bạn nhận được 37,5 điểm. Tiếp mục của ca sĩ Hoàng Nguyên và ca sĩ Yên Nhiên, các bạn nhận được 36,5 điểm. Và cuối cùng, tiếp mục của diễn viên Đông Dương cùng nghệ sĩ Như Huỳnh, điểm số của các bạn là 37,75. Vừa rồi là điểm số trong vòng giao đấu 1 ở tập này. Và các bạn hãy cố gắng hơn nữa trong vòng giao đấu 2 để xác định được ai sẽ là người đi tiếp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng công bố tiết mục ấn tượng của vòng giao đấu 1 với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Xin mời đại diện ban giám khảo. Tất cả các cặp đôi có những chiến lược và cái hướng đi mới để định hình cái phong cách cũng như là cái hình ảnh của đội của mình. Mỗi tiết mục thì đều có những cái điểm thú vị riêng. Và sau khi thống nhất thì chúng tôi đã chọn một cặp đôi có phần kịch bản cũng khá là thú vị, có sự đầu tư, có sự tập luyện, tình cảm cũng có sự đông đầy, với giải thưởng ấn tượng để gói ghém tất cả những cái điều mà tôi vừa nói. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho tiết mục của cặp đôi Đông Dương và Như Huỳnh. Xin chúc mừng Đông Dương và Như Huỳnh. Và xin mời ban giám khảo chương trình sẽ cùng trao giải thưởng tiết mục ấn tượng. Chúc mừng hai em.
Kính thưa quý vị, chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng mùa 3 sẽ càng gây cấn ấn tượng hơn nữa vào những vòng sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập sau. Hãy cùng đến với vòng giao đấu 1 với các thí sinh của bảng B. Họ sẽ cùng tranh tài với nhau qua những dòng nhạc trữ tình bolero. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu tiết mục của một cặp đôi rất dễ thương và đã gây được nhiều ấn tượng với quý vị khán giả trong tập trước. Xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay cho ca sĩ Sơn Ca và ca sĩ Khư Huy Vũ. Lòng em mấy khi chẳng có vừa lòng, mấy hài lòng. Đâu rằng người yêu của em cũng khá là thủy chung. Khá thủy chung. Người vui biết thương nào, tình say đắm ngọt ngào hơi. Vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng. Đôi mắt đã tình như cô si mê. Tụi bay đưa bà nút cái đấm rơi rồi đi. Coi ổng ở đây làm cái gì. Anh đến với em đây hơn ơi. Hơn ơi. Trời đất ơi, tụi bay muốn giết ông hay cái gì vậy? Tao trừ lương tụi bay hết. Trừ lương tụi bay hết. Anh Quyện trời ơi anh Quyện ơi. Anh Quyện anh Quyện nè. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Đêm khuya dậy anh tới nhà em vậy. Rồi người ta nhìn vô người ta dị nghị rồi sao? Có gì đâu mà dị nghị nè. Anh nói hến nghe nè, ai mà dám dị nghị hả? Anh tát cái mặt dở mồm. Nhưng mà tụi bay. Dạ. Ra ngoài canh cổng cho ông. Dạ. Hến ơi, anh thương em nhiều lắm. Vậy còn bà vợ anh sao? Trời ơi, bà vợ của anh hả? Anh đã nói với hến rồi, bà chẳng những bà vừa già vừa xấu mà lại vừa dữ nữa. Anh quyết định anh phải bỏ bà cho bằng được. Anh phải cưới hến của anh thôi hả? Dạ. Hến ơi, chiều anh đêm nay nha em. Em như ngàn ánh sao lừng lình trong màn đêm, lừng lình đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê buồn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo, oh eo, yêu ngay phút ban đầu. Eo, oh eo, tình cờ mình quen nhau. Eo, oh eo, trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, eo, oh eo, yêu em nhất trên đời chắc chắn. Eo, oh eo, mà chỉ mình em thôi. Tình cờ mình quen nhau. Hey.
Trời ơi, bừng bừng lửa giận sụt sôi. Trời ơi, bà nội em ở đây, cậu dám yêu con hả? Tụi bay, dạ. Lỡ lộn xa. Dạ. Ông ơi, bà chết rồi. Ra đây. Bà ơi, chúng bạn thường hay báo em rằng Phước gần nhà. Đúng mà. Bởi vì người yêu của em là đấng hào hoa. Đúng luôn mà. Nơi vui biết thường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số đằng tề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng. Đôi mắt ta tình yêu cô xì lê. Chết ông rồi. Có chồng hào hoa các em cần phải đề phòng. Phải đề phòng. Bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thị trường. Tiếng thị trường. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Trời ơi, ông là tên nào? Bà, ba cho ông đi bà, ba cho tôi đi bà ơi. À, cho ông bà, ba cho tôi đi bà, con cũng là nữa ơi. Quyết, để quên đâu. Cảm ơn con. Cảm ơn chị, lo giải quyết chồng chị. Nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng. Đôi mắt ta tình yêu cô xì mê. Có chồng hào hoa các em cần phải đề phòng. Phải đề phòng. Bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lì phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lì phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Để bảo vệ cái tàu xử lý. Yeah. Thì này là ông chó với tôi. Trời ơi. Trời ơi chết. Chết ông rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Một tràng pháo tay cho Vũ đoàn Mặt Trời Việt cùng với một tiết mục rất dễ thương của Sơn Ca và Khương Huy Vũ ạ. Và cảm ơn diễn viên Quỳnh Liên đã hỗ trợ. Thấy chưa, bay bướm đào hoa chi cho nó cực dữ vậy. Dạ chưa chưa. Dạ chắc sẽ chưa. Đó, mà nể thiệt, cái chị này chị bỏ tiền ra để chị tạo chứng cứ để treo dò ông này, hay quá. Hà Trinh xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam đi ạ. Với cái kịch bản này, với cái phần dàn dựng như thế này, và đặc biệt là cái lửa của hai em nữa, cùng với tất cả những trò diễn đã bày biện ra trên sân khấu, những cái hoạt cảnh nó rất là vui nhộn và thực sự là rất là hóm hỉnh luôn. Và dưới này thì các khán giả cũng rất là cảm thấy là đáng đời cái ông con Hiệm mà cứ gọi là trốn vợ đi tòm tem. Trong cái lớp lan của cái câu chuyện á, nó có nhiều tuyến lắm. Những cái xuất hiện và đặc biệt là có những lúc Khu Huy Vũ đang hát với cô Bồ Nhí ở ngoài này á, thì phía bên trong kia Sơn Ca vẫn đang nấp mà tức lắm không dằn được, là cứ lao ra. Sau đó là bị người nhà lôi vào, mà hết lần này hết lần khác. Anh thấy những cái điều đó nó rất là dễ thương và nó cũng tạo thêm cái gọi là cái những cái cảnh minh họa cho khi Huy Vũ đang diễn. Nó có rất nhiều những cái lớp lan và những cái câu thoại nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó thú vị. Và những cái di chuyển trên sân khấu nó mang cái màu sắc gọi là hài kịch đó, và đặc sắc. Và đến cuối rồi cũng tham gia cái cô mà Bồ Nhí, và bất ngờ đó là một cái người đã tham gia vào đường dây để dàn cảnh để mà bắt quả tang tại trận. Anh nghĩ là một cái kịch bản dễ thương và
hai em là hai cái nhân vật chính trong đó cũng đã hát, ca, diễn và diễn xuất mọi thứ trong cái điều kiện gọi là bị treo lên, rồi bị hành hạ, bị quăng, ném lên giường, rồi phải Huy Vũ phải lết để mà theo cái cô bồ nhí đó nữa. Tức là rất mệt. Anh nghĩ là mình phải có cái cột hơi nó phải ổn định. Anh nghĩ là cần có một cái lời khen và một tràng pháo tay thêm nữa cho hai em. Cảm ơn những lời khen của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Nói chung là rất là giải trí, coi đã mắt mà không biết nghe có đã tai hay không. Đành phải nhờ giám khảo chuyên môn là ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời anh Quang Linh trước được không ạ? Cái này tôi chiêm nghiệm mà tôi thấy luôn nha. Thấy rõ luôn á. Người nào mà có cái dáng mà nhỏ nhắn xinh xinh á, giọng hát khỏe ghê mà hay á, đúng không? Chị Ly nhỉ? Anh này nói anh Ly nghệ bản thân hả? Anh Ly nghệ bản thân ở đây chỉ có hai người 1m52 thôi. Tôi không biết. Không thấy thật mà. Thì cứ người nào mà nhỏ là làn hơi khỏe, giọng mạnh, hát dễ sợ lắm. Quý vị có thấy vậy không? Mời anh Linh. Ở đây anh muốn nói về cái sự hợp lý trong cái cách dàn dựng của bên em. Anh chỉ giúp một vài chi tiết nhỏ nhỏ cho tụi em thôi, để cho nó tốt thêm. Ví dụ chi tiết mà núp sau cái lùm ụ rơm. Cái ụ rơm thì cái chi tiết đó nó sẽ rất là tạo một cái hài châm biếm mà tạo kịch tính thêm cho tụi em. Rất là điện ảnh nên Minh Vi cứ bay ra rồi bị lôi vào. Nó điện ảnh cũng may quá cái đó của em. Cảm ơn Minh Vi đã thương Vũ với Ca và đã... Không, phải xác định lại là anh thương hết tất cả các thí sinh. Dạ, và đặc biệt là cũng dành cho tiết mục của em với Ca nhiều như thế này. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cho nó được tròn chỉnh hơn. Dạ, cảm ơn anh đã thương. Sau khi tụi em về, anh nghĩ là tụi em tập rất kỹ. Vì anh không tìm thấy cái chỗ sơ hở. Những cái khoảng nhạc, những cái âm nhạc vẫn đi đều. Và tiết tấu của tụi em giữ rất chắc, đoạn nào ra đoạn đó và cái lớp lan nào ra lớp lan đó, không có chật nhịp. Tụi em vừa diễn được tốt nha, và hát đúng cái kiểu là vừa hát vừa kịch, vừa hát vừa diễn. Cái đó rất khó, anh trả lời luôn, rất là khó. Người thấp thấp mà à, người thấp thấp à, 1m52 nữa đó phải không? Khó mấy cũng hát được. Không, mà tụi em, anh dùng từ lấy cái này, tụi em chịu chơi. Vì sao? Bỏ guốc, bỏ cẳng chơi luôn. Không sao hết. Không phải không guốc, không cẳng đâu, mà hai cái đầu gối của em nó đen tím hết trơn. Em nó bầm lúc mà em quỳ đó phải không? Tại vì cái vết bầm nó quá nhiều rồi. Tại vì em với Ca là thiệt sự là làm cái gì cũng vậy. Nhất là cái niềm đam mê của tụi em thì tụi em muốn cháy hết mình. Không, anh nhìn dạ, anh thấy. Dạ, thì anh đã nghĩ được tâm huyết của tụi em thì tụi em không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người. Đánh giá cao cái sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của hai đứa. Tại vì ở đây cái kịch bản và cái đường dây tụi em diễn đều tốt. Đúng như chị Anh Minh nói, có nghĩa là nó không chịch đi đâu thì tụi em phải tập rất là nhiều nó mới đi vào đúng từng chi tiết một. Cho ngay cả giờ chị nói, ngay cả cái cô Hến á, khi cô lấy cái micro của em, cô thoại xong là cô phải đúng cái chi tiết sao để cô vừa đưa kịp cho em cái micro để sau đó em còn hát. Nó cả một vấn đề, cho nên là nó tụi em tập rất là kỹ, tụi em lao động rất là kỹ. Và chị cũng khen em rất là chịu khó, tức là chơi tới bến. Trời ơi, em nghĩ sao mà em dịnh về mà em mà cái cậu đó giật mà em hát mà em vẫn ghi với micro hát rồi sau đó nữa. Đó bao nhiêu cái chị biết em rất là cực luôn. Sơn Ca, cái đoạn sau em ra đó, cái sức hát của em căng nó tốt hơn và cái nó hòa nhập với nhân vật và cái lúc đó nó ổn định. Nhưng mà bà Quyện này bà giữ quá chịu không nổi. Nói chung là một cái kịch bản, một cái đường dây tụi em làm như thế đó, chị đánh giá rất là cao cái hoạt động nghệ thuật cái của hợp lý. Từ hợp lý của kịch bản này rất chặt. Anh dùng từ là rất chặt. Mình anh thích cái chỗ mà giải quyết cái cô Hến ấy, cái cách mà cô ấy ra, cô bảo là đưa tiền là em xong việc em đi về để giải quyết nhân vật đi vào rất đẹp. Chứ nếu mà không có cái đấy mà để cô đứng đấy thì không biết sẽ làm gì. Đúng rồi. Rất là hay cái chỗ luôn. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, xin chúc mừng những lời khen đã dành tặng cho đội của mình. Cảm ơn các bạn nhiều, rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu tiết mục của ca sĩ Triệu Long và ca sĩ Thanh Lan trong tiết mục Cỏ Úa.
còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào giấc mơ. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ? Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cây men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu. Chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư văn hoa. Mộng dần theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời, tình đó như vội mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lòng lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương. Quang Linh ạ. Hôm nay hình ảnh của hai em rất là đẹp, sang trọng, lịch lãm, quý phái. Nói chung phần hát thì ok. Anh đánh giá hai đứa em là những ca sĩ mà chuyên nghiệp. Và vì là chuyên nghiệp mà hát lâu nữa cho nên là anh không chấp nhận hát bị sai chính tả đâu. Cho nên Long phải chú ý nha, nhất là Long hát hai lần chữ vàng đều không có rê. Có biết tương tư vàn úa. Em nhớ nhé. Mình phải hoàn thiện mình đi mà. Cứ cúi mặt đi chứ không phải cứ cúi mặt đi nhé. Rồi. Là chỉ có những cái lỗi nhỏ đấy thôi. Với cái bài hát này thì anh nghĩ là như thế là hay rồi. Cảm ơn hai em nhiều. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn nhận xét của giám khảo Quang Linh. Và xin mời đạo diễn Nhật Nam. Trong cái bài Cỏ Úa này thì
đạo diễn giám đốc âm nhạc Minh Vi đã bố trí cho các em một cái cánh đồng cỏ lau rất là thơ mộng, và trong đó thì hai chúng ta dạo bước trong một cái khung cảnh thơ mộng đó, thì chúng ta chỉ có việc là thả hồn và hát thật là hay và xúc cảm mà thôi. Thì đoạn đầu nó cũng vẫn rất là đông đầy, nhưng mà sang cái đoạn mà lên tông và bắt đầu chuyển biến cao trào thì anh mong đợi phải thật đã hơn nữa, phải thật là mây bay gió cuốn. Nhưng mà thật sự là Thanh Lan vào cái câu đầu tiên á thì anh không có cảm thấy là nó thật sự đã, nó có một cái điều gì đó hơi cản trở em để mà cái đoạn lên tông đầu tiên em là người dẫn dắt á thì nó không thật sự đã lắm. Nhưng sau đó thì em đã trấn tĩnh lại được trong những cái bão giông của cái cảm xúc đó, thì em mới bắt đầu cái đoạn về sau hai bạn bắt đầu tình cảm và hòa bè lại cho nhau, thì anh thấy là bắt đầu lại trở về cái quỹ đạo cũ rất là tình cảm. Thì anh cũng rất là mong là không chỉ riêng em mà những thí sinh khác, đặc biệt là vào những đoạn cao trào thì mình phải chuẩn bị đầy đủ cái tinh thần và đặc biệt là cái vị trí đặt để của cái âm thanh đó, để mà nó có thể đạt được cái dụng ý của mình. Nếu không thì nó sẽ gãy rất là lớn. Ngoài ra thì hôm nay hai bạn rất là đẹp và hòa hợp với không gian, không còn nhận ra Thanh Lan của một cái bà mẹ đông con như ngày hôm trước nữa, mà hôm nay đã thực sự là một cô gái dạo chơi trên một cánh đồng cỏ thăng hoa với tình yêu. Chúc mừng em. Xin cảm ơn nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Viên giám khảo Cẩm Ly có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn không ạ? Hôm nay thì Lan không cần phải mơ mộng gì nữa rồi. Hôm nay mình mặc sức mà đẹp, phải không? Không cần phải mơ mộng nữa. Rất là, cũng là một cái đầm trắng mà rất là đẹp luôn. Hai vợ chồng đẹp đôi nữa, chứ không có phải là vợ đẹp không mà chồng không có đẹp, phải không? Hôm nay thì thực sự là Ly thích cái phần hát của hai bạn hơn cái tuần trước nhiều. Hôm nay cách xử lý, đặc biệt là Triệu Long, cách xử lý bài hát của em trong bài hát này chị cũng thấy thích. Và hôm nay thực sự là Lan với Long mình hát cái bài này nó tròn đầy về cái hát mình nghe và kể cái cảm xúc nó cũng đông đầy. Và hôm nay cái cảnh trang phục cũng rất đẹp. Ly cũng có một tí xíu thôi, Ly có cảm nhận cũng giống hơi giống anh Nam cái phần mình lên tông. Tức là nãy mình đang xử lý rất là đã, rất là đầy đến những cái điểm nhấn, những cái nhấn nhá trong từng cái câu hát của mình. Cái cao trào thì ở cái đoạn mình lên tông á, tức là không phải là không hay, nhưng mà có vẻ như lúc đó Long á, tại vì lên tông là mình phải bứt phá hơn, không? Em giống như là lúc đó em sợ, em hơi bị thu lại tí xíu, cho nên nghe nó không được đã như cái đoạn đầu thôi, chứ không phải là không hay. Nhưng mà nói chung là tiết mục này hôm nay cái sự hát và tất cả đều tròn đầy, đầy đặn lắm. Chúc mừng Long với Lan rất nhiều. Xin cảm ơn những lời khen của giám khảo Cẩm Ly ạ. Và hy vọng là với những lời khen này chúng ta sẽ đạt được một số điểm thật là cao trong phần giao đấu 1 này. Và chúc các bạn thừa thắng xông lên. Chúng ta sẽ có thêm những phần chiến thắng ngoạn mục nữa ở những tập sau nhé. Cảm ơn Triệu Long và Thanh Lan trong tiết mục Cò Úa. Thưa quý vị, tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một không gian làng quê chân chất, thật thà. Và với phần trình diễn của nghệ sĩ Tuyền Mập và ca sĩ Văn Hương. Trời đất ơi, ta nói lâu ngày lên xì phố thăm thằng cháu nhiều kỷ niệm lắm, vui có buồn có, mà sao ta nhớ quê dễ sợ luôn vậy hà. Lâu lắm hôm nay sao quê về thăm thằng cháu, ta nó thay tôi chăm nom bầy heo với gà, tay sách tay mang hai chục quýt bên đây bưới xoài ngọt miền Tây. Quê hương tôi đó gửi thêm chút quà, thăm thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, nhà cao cửa rồng đưa cháu về tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Trên chiếc Honda tôi vào phố đông vui quá trời, bà con ơi khoai chiên bình tết thiệt là ngon ghê. Sáng xe con liễu con xe con xe, sáng sử sáng xe con liễu con xe con xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm, sáng sử sáng xe công phố xá đông vui vào quanh phố phường ngoài đường.
lớn con sông quê nhiều lắm. Ban đêm thức dậy cùng bay heo, tuy tôi hay lúa dậy mà lòng sáng sư sáng sẽ công công liễu công xê 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 công xê sáng sư sáng sẽ công công liễu công xê 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 công xa. Trời đất ơi, ôi hết hồn thiêm. Ủa mà sao, sao con ngủ thiếm thiếm không giật mình nhỉ? Trời đất ơi, nãy giờ bay núp ở trong bầy bè cho thiếm mắc gì hết hồn. Con bay làm sao hết hồn? Con bị liệu. Vậy cũng đời hồn ta. Ủa mà thiếm nè, con nghe mấy sắp nhỏ nói là thiếm lên Sài Gòn á. Mà sao thiếm về sớm vậy thiếm? Tại vì thiếm nhớ chú Ba đúng không? Tầm 7 như mày. Thiếm là thiếm nhớ hàng xóm. 7 như mày. Nói vậy chú bay nghe bay tưởng thiệt. Ghen rồi la tao làm sao. Thiếm là thiếm nhớ. Nhớ con đúng không? Hương. Hương. Nhưng mà không phải con. Hương nào thiếm? Hương qua đèo á. Hương qua đèo. Ôi thiếm ơi, thiếm mới lên thành phố có mấy hôm à, mà thiếm quên cái nguồn cội quê hương của mình rồi. Ở đây là đồng bằng sông Cửu Long, làm gì có đèo đâu mà leo. Trời ơi, người ta nói hương qua đèo là heo qua đường. Nhớ cái bầy heo ở nhà biết không? Khổ ghê vậy đó. Mà thím cũng ngộ nha. Người ta không nhớ tự nhiên đi nhớ bầy heo chi ạ? Trời ơi, đây nè. Sáng nào cũng cho tụi nó ăn, thân cận với tụi nó quá mà. Thím mà về trễ mấy bữa, tao nói mấy con heo giận bỏ ăn ốm nhắc hết cho mà coi. Thôi nghe. Mà sớm ơi, tao cho tụi nó ăn. Dạ. Tao đứng trong chuồng tao cho ăn. Chú hai bị đứng ở ngoài nói. Chà, nhìn vô trong cái chuồng là bà bự nhất á. Trời đất ơi. Mày coi ác nhân không? Trời đất ơi. Khổ lắm mà con ơi. Chưa tính nữa. Dạ. Mày không nghe ông Minh Vi ông nói hả? Dạ sao? Thiếm nhớ con sông quê nhiều lắm. Ban đêm thức dậy cùng bầy heo, tùy tuổi hai lúa vậy mà lòng vui. Vui thiệt. Vui vậy? Dạ. Tao nhìn bay là tao hết vui rồi nè. Còn sao thím? Chừng nào lấy vợ? Trời ơi, hết ba với má, giờ tới thím bắt con lấy vợ. Con đâu muốn lấy vợ thím. Con ơi, mình phải lấy vợ, mình phải có vợ đi con. Không thôi để bà con người ta đồn, người ta nói mình à. Người ta đồn con sao? Ruộng. Đúng rồi, con mừng ruộng mà trời. Ý là người ta nói mày bóng ruộng đó. Trời đất ơi, con mừng ruộng thôi chứ có bóng. Ruộng thì có rồi. Nhưng mà lại đây nè. Thiếm làm con bị liệu hoài à. Ôi thiếm ơi, hơi đâu mà thiếm nghe thiên hạ người ta đồn. Con, chả của thiếm nè. Bà Khiếu nè. Thiếm nghe con kể nha. Nghe nha. Kể nghe sao được hả mày. Nghe nha. Kể gì hả? Nghe đi rồi biết. Nghe nha. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía đó. Anh Ba Khía đó. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng dọc quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nước mất ngây men cần. Sắc son độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Nhưng Ba Khía tôi đây sống một mạc đơn
xa nơi miền quê yêu dấu. Sông nước mênh mông nắng sớm mưa chiều. Đời cực khổ gian lao nhưng thương lắm mà bao điều. Dòng sông nhỏ, cây trái quanh mùa, lúa trổ vàng bông. Hò miền Tây thương lắm câu hò, lời ru chan chứa đậm tình quê. Có xa quê lòng ai không chẳng nhớ, người miền Tây luôn thương nhớ đời. Tôi đây đi về miền Tây cao câu duyên nồng tha thiết lời yêu ngọt ngào. Người xa quê nếu mai có về đừng còn mong nỡ mong duyên tình ba kia là người miền Tây. Người miền Tây tôi đây sống thật thà chân chất, tay lắm bụng nhớ những tình nghĩa. Tìm nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Dân ca quê mình là số một. Tìm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hai lúa vậy mà lòng vui. Chứ ba kia tôi tình duyên đâu dám gõ, sống nơi mi kiều nơi nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia xót xa lòng. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia đằng lòng đau. Liên khúc Thiếm Hai Lúa và Tân Cổ Anh Ba Khía, trong đó có sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Anh Minh Vi ơi, cái bài này anh sáng tác thì anh có nhẹ tay hơn với các bạn thí sinh hay không? Hay là sẽ càng khắc khe hơn nữa? Trước tiên là tôi thấy tự nhiên cái hát xong cái bạn Tuyền á, nó làm vậy nè. Đúng không? Rớt xuống 8kg liền. Dạ mệt đó anh. Không, giống như em hát xong á, chết già xong rồi. Không có. Không có hả? Không có luôn á. Cái bài gốc của bài Thiếm Hai Lúa đó là nhảy, mà em nhắm nhảy nổi không? Được. Dạ đánh lại cái intro đem thử nhảy ha. Thôi anh, mình còn nhiều số lắm, phải bảo vệ cái sàn cho nó nguyên vẹn anh nha. Thân em thì em không có thiết tha gì thân em đâu, nhưng mà em sợ là ảnh hưởng tới mọi người thôi. Thực ra khi lúc anh dựng cái bài chuyển qua cái rumba bolero á, nó dễ chịu hơn cho em. Và một cái phiên bản hát bolero dân ca Nam Bộ chưa bao giờ có của Thiếm Hai Lúa thì nó sẽ hợp với cái dáng của em hơn. Và nó có cái sự duyên dáng nha, mặc dù em vẫn còn khang tiếng. Tới cái phần ba khía của Hương á, em bị trong trên cái đoạn cải lương, không có chính nốt cải lương. Nhưng mà nhìn chung là tiết mục này nó giải trí kiểu miền quê Nam Bộ. Và lần đầu tiên là vừa kết hợp nhạc nhanh nè, sung nè, rồi cải lương, tân cổ, rồi cộng là đang qua đang lại hai ba cái. Nhưng mà cái anh khen là hai bạn làm nhớ bài, và dù là có thoại trên cái nhạc luôn nhưng mà vẫn làm được cái tinh thần là sảng khoái và rất miền Tây. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi ạ. Không biết giám khảo Cẩm Ly đang ghi chú điều gì ạ? Cái bài này thực sự là nó dễ thương, và cũng có một cái lời khen là cái đường dây mà cái tuyến bài hát á, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà mình vào không có bị hư, không có bị gãy. Và nãy anh Minh có nói cái những cái câu khìa, em đệm vào những cái câu khìa đó, nó không có trực ra ngoài, nó không có làm ảnh hưởng người mà đang hát. Tại vì nếu mà em khìa không có đúng, nó hay lọt ra ngoài cái khuôn nhạc đó là sẽ bị ảnh hưởng cái người kia liền. Thì tụi em tốt ở những cái điểm đó. Diễn cũng dễ thương. Duy có một điều chị nhắc Hương, em bớt gãi đầu dùm chị. Mắc cỡ khó chịu là cái chuyện mà tí xíu thôi, chứ không có cái gì đâu mà nó không biết diễn hay sao. Nó gãi đầu hoài. Với lại ở dưới cái nền này không biết nó có cái kiến soi mặt hay gì đó, mà nó cúi mặt suốt à.
nó cuối tìm tiền lẻ gì đây nè. Nhiều khi cái khăn rằng có vấn đề gì không Hương? Có khăn rằng. Dạ. Cái đó là một tí xíu chị nhắc, tại vì ở tuần trước á, tuần trước trước nữa tập trước của em đó, là chị đã thấy những cái nhiều khi em sợ tuyền diễn á, em sợ mình bị thừa thải đó, cho nên em cố gắng em tạo nhiều cái động tác để cho mà nó lấp liếm đi đó, thì nhiều khi nó lại bị nhiều quá, hiểu không? Còn tất cả trong bài hát và tiết tấu của một cái tổng thể rất là dễ thương, duyên dáng. Chúc mừng Tuyền với lại Hương. Nghe bài này á, anh rất là nhớ đó, fan đăng cô Tư Cẩm Ly, mặc dù cổ ngồi chỉ cách một người thôi, nhưng mà anh rất là cảm thấy nhớ, nhớ cái hình ảnh cổ mặc cái áo bà ba, rồi đôi khi là mái tóc dài xuống ha, đôi khi xõa, hoặc đôi khi là bình sang một bên hoặc là hai bên á, nhìn rất là nhí nhảnh và nhảy theo cùng với vũ đoàn những cái động tác nhẹ nhàng. Và diễn, anh nhớ có một lần diễn ở Cần Thơ và có những cây bẹo của những cái giống như chợ nổi á, với lại những cái đồ chuối rồi những đạo cụ nông sản vậy đó, và cổ tương tác với từng thứ, tự nhiên mình thấy vô cùng đáng yêu. Và cái bài này không biết là anh Minh Vi á, ảnh viết trong một cái hoàn cảnh nào nữa, chắc là cũng khai thác ảnh hôm nay, có phải là thím hai lúa là thím Tư không? Ý là có phải là cảm hứng nó từ chị Tư không anh Minh Vi? Có cái này, cái nhân vật hai lúa là mình cũng tưởng tượng thôi. Thường thường người ta hay nói nếu mà người nào mà hồi xưa ví dụ như hai lúa lên Sài Gòn rồi Tư ớt dạng vậy, thì những cái người mà ta hay nói là cái người mà quê chút xíu, hay là lên Sài Thành, lên thành phố chơi á, thì hay kêu là hai lúa. Nhưng mà cái bài này khi mà viết ra thì có ý là chúng ta nên nhớ cái dân ca, những cái bậc ngũ cung, những cái cải lương, những cái dân ca gắn liền với cái người dân tộc Việt Nam, ruộng đồng. Những cái mà nhặt tay rồi cũng sẽ trôi qua, những cái còn lại là cái của người Việt Nam hay hát, là tiếng mẹ, tiếng ầu ơ, rồi tiếng sang sự sang xe cống, những cái đó. Nhưng mà cái bài này nó có một tiết tấu lạ hơn, là anh thích trên một cái nền nhạc nhanh và chêm những cái từ rất là chân phương vô. Và đúng là em hát á, và một phiên bản khác với cô Tư Cẩm Ly, một phiên bản của Tuyền Mộc, anh thấy là nó đậm cái màu sắc, nó rất là chất phác, rất hồn hậu, nó như là làng quê miền Tây, nó có cái gì đó nó rất là thân thương. Hôm nay anh nghe Tuyền hát, rồi Văn Hương có những cái đoạn sau hát về anh Ba Khía, rồi hát Tân Cổ, tự nhiên thấy những cái hình ảnh về những cái cung đường miền Tây á, nó rất là thân thương, những cái ghe xuồng tấp nập và những cái chợ nổi trên sông, nhiều cái hình ảnh nó trù phú nó hiện ra. Và thật sự là trong cái tiết mục hôm nay nó rất là vui nhộn và nó làm cho mình phơi phới trong cái tâm hồn luôn. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các ý kiến của ban giám khảo. Một thím, hai lúa nuôi heo và một anh Ba Khía, tưởng không hợp ai dè hợp không tưởng, qua phần trình diễn rất là duyên dáng của ca sĩ Văn Hương và nghệ sĩ Tuyền Mập. 100 pháo tay nữa cho tiết mục vừa rồi ạ. Tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà, ca khúc Gọi Nhớ, được biểu diễn bởi ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lãng sân đã đi vào gọi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, đình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa qua rồi,
trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên đến vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắm làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Trong đời bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên đến vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ. Đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Chúc mừng Trường Sơn và Huỳnh Thật. Tuần trước thì thân nhau lắm, tuần này hình như diễn cái nét thân ai nấy lo thì phải. Thấy mọi người đứng góc mà không biết là giám khảo có thích cái nét này không. Câu đầu tiên bài hát nói gì em đọc lại. Dạ, ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Đó, cái câu đó hai đứa tụi nó nói. Xin lỗi quý vị. Cho em chia sẻ một chút. Vì cái lúc đầu chọn cái ca khúc này thì có một cái kịch bản nó hơi khác một chút. Bây giờ hồi nãy giờ hai anh em ở trong có một chút lo lắng là vậy. Cái câu đầu tiên thì đúng ra là của Thật hát. Mình cũng không có thuộc lắm, thật sự vậy. Mà bây giờ hai anh em không còn kịch bản nữa thì hai người hát với nhau, nhìn nhau thì đang cảm giác như là hai đứa đang yêu nhau. Rất là hơi bị khó diễn, thật sự là vậy. Không dám nhìn qua mà cũng không dám nhìn lại. Nó cũng hơi là làm cho mình có một chút gì đó không có tự tin. Giống như nó hơi sai sai ở đây. Quang Linh nó đang cười. Anh nghĩ gì về tiết mục tuần này ? Cứ cho như là cái chuyện mà bọn em thay đổi kịch bản ấy là giống như người nghệ sĩ mà trước khi tới sân khấu họ có một cái chuyện gì đó xảy ra gia đình, hoặc là một cái chuyện buồn bã, dỗi hờn, giận dữ gì đó. Đáng nhẽ hai em ra, thấy không? Cái chuyện gì đấy không có thuyết minh phụ đề gì cả, và mình cứ phải hát để phải trôi qua được cái tiết mục hôm nay đã. Đúng ra là phải như vậy. Thì ngược lại tụi em cho thấy luôn, từ lần đầu cho đến lần thứ hai, cho đến lần thứ ba, cho đến cái kết luôn, hai em rất là hoang mang. Không biết ba vị này sao, nhưng anh sẽ có niềm tin dành cho tụi em vào tập tiếp theo. Và mong rằng anh sẽ thấy được niềm tin đó qua cái sự thay đổi. Anh sẽ chờ đợi tập tiếp theo. Dạ thì em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn những tâm tình của anh Quang Linh này, giống như một người anh đang chia sẻ với các bạn. Thật ra trong một cái bài hát này, đúng có những cái câu mà chúng ta cùng ngắm trăng sao hay là hẹn hò thì không nên nhìn. Nhưng mà có những câu mà nó mang ý nghĩa trung dung hơn
và nó thể hiện cái sự chia sẻ có thể được. Chẳng hạn như là những cái câu nuối tiếc cho những cái số phận nhỏ nhoi, hoặc cái câu kết, cái câu đó nó mang một cái ý nghĩa trung dung như một cái niềm khắc khoải gì đó. Nó không mang ý nghĩa về tình yêu thuần nam nữ hay là cho những người nam nam nữ nữ gì đó. Đó thì anh nghĩ rằng là trong suốt một bài, những câu kia các em cứ hát mỗi người mỗi cái tâm tư riêng và một cái khoảng trời riêng, nhưng mà trong những câu như anh vừa kể trên, và đặc biệt là cái câu kết lại, các em hòa bè, hòa ca với nhau, thì mình nên nhìn nhau một, chẳng hạn duy nhất một lần cuối thôi, để nó thể hiện cái sự mình đang song ca cùng với nhau. Đó, chứ không phải rằng là mình có phải nghĩ theo một cách tiêu cực như vậy. Đó thì anh nghĩ nó có những cái hướng để mà xử lý. Ngoài ra thì anh rất là thích hai cái bộ vest tối ngày hôm nay, Trường Sơn với lại Huỳnh Thật mặc áo vest thì giúp cho nam giới tăng thêm cái phần lịch lãm và đường bệ. Chỉ có những ai mà thực sự tự tin về body của mình, body mình đẹp do tập gym á, thì họ mới tự tin là không mặc áo vest và chỉ mặc áo sơ mi. Ví dụ như một giám khảo trên bàn của chúng ta đây. Ở đây thì anh chỉ muốn khẳng định là đây hai anh em trên đó, hai anh em ở đây phải cần với những chiếc áo vest để mà tăng thêm vẻ lịch lãm. Thì anh Minh Vi, ảnh rất là siêng tập gym rồi thể thao rồi xe đạp, cho nên là ảnh mới duy trì được một cái phong độ vậy. Và cũng chúc mừng cô Cẩm Ly vì hôm nay ảnh rất là tự tin, không cần mặc vest vẫn đẹp. Trời ơi, chữa cháy nghe nhiều. Người đàn ông có body đẹp và nhạc sĩ đấy, thấy chưa? Đạo diễn Minh Vi chia sẻ. Anh làm việc với hai bạn này rất nhiều lần và anh cũng hay thương hai bạn, đúng không? Các em đang thiếu một cái tự tin, và anh không cần biết kịch bản, anh không cần biết một cái gì hết. Bước lên sân khấu, tôi là nghệ sĩ, tôi là ca sĩ, và cái đó là cái châm ngôn cuối cùng để hai đứa thành công. Anh cảnh báo luôn nha, nếu tiếp tục như vậy, vòng sau tụi em phải đột phá một cách khủng khiếp thì mới mong lấy lại cái số điểm vượt qua vòng an toàn. Tụi em dư sức để làm những cái đó luôn, anh trả lời luôn. Nhưng cái sự tự tin phải cực kỳ quyết đoán vô cho anh. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi. Cảm ơn anh. Cố lên nha, dù bạn có thể làm được hay không thể làm được, bạn đều đúng. Nên hãy nỗ lực hết mình cho vòng tiếp theo có tính điểm nhé. Cảm ơn Trường Sơn và Huỳnh Thật. Tiếp nối chương trình, cặp đôi vàng Lê Trang và Thanh Vinh sẽ cùng trình diễn tiết mục Giữa dòng mưu sinh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời ơi, giờ chị làm sao đây? Chị ơi, chị ơi, chị lên Sài Gòn liền đi chị ơi, chị lên chị cứu em đi chị ơi. Chị biết rồi, nhưng mà sao chị cứu em được? Chị không cứu em là em chết đó. Ở trên này tụi nó đòi chặt chân chặt tay của em nè. Chị lên liền đi. Tụi nó chặt chân chặt tay em hả? Chị lên liền đi. Rồi, bình tĩnh đi. Chị lên liền, chị lên liền. Chị không lên, chị lên liền, chết đó. Chị lên liền, rồi, chị lên liền. Cô đứng lại đó. Cô đi đâu vậy? Em đi lên sớm trên xíu à. Tại sao vậy? Tại sao tới giờ này mà cô vẫn nói dối tôi? Em đâu có nói dối gì anh đâu. Cô đang dối tôi đó. Em đâu có dối gì đâu mà. Chứ cái này cái gì? Cái này cái gì? Tôi mới thất nghiệp có một tháng thôi mà cô đã muốn thay lòng đổi dạ. Không có, em không có thay đổi đâu anh, em vẫn vậy mà. Cô đang thay đổi đó. Em vẫn yêu anh. Cô yêu tôi. Anh nghe em nói đi. Tôi không muốn nghe. Anh nghe em giải quyết đi. Cô chê thằng này nghèo, không phải có khả năng lo cho cô á. Như vậy cô cứ đi đi. Anh nói gì vậy anh Vinh? Anh đuổi em hả? Cô lên đi Sài Gòn á, cô kiếm cái thằng nào á mà nó giàu hơn tôi nè, lo lắng cho cô đầy đủ hơn tôi. Tôi sẵn sàng chúc phúc cho cô. Trời ơi anh Vinh ơi, mọi chuyện không, anh phải nghe cô em nói. Cô tham phú phụ bằng. Không có, em vẫn vậy. Anh phải nghe em nói một đi. Lần thôi. Nghe em giải thích một lần thôi. Đi đi. Anh phải nghe em nói. Đi. Dài trăng
nhìn mùa đơm bông, mà sao chua xót niềm đau. Mưu sinh gian khổ trăm phần, nên ai ham phú phu bần, để tôi buồn giọt đắng trăm. Có tranh nhau cũng thôi, xin đừng giọt lệ em rơi. Chiều nào em xa làng quê, em nghe mưa không đêm về, em nghe nắng nở trăng thề. Những đêm buồn lỡ rồi tình quên. Trời kia như con sóng ngoài khơi, để tình đôi ta hãy đưa đường. Em ơi, hôm nào tiếng người đi, em đừng không làm chi để tim tôi buồn nghẹn ngào dơ đôi. Anh ơi, em dám nói gì đâu, đôi tay trắng làm sao cùng bên nhau xây môi duyên lòng nhau. Hôm nào em mỗi bước đường xa, nơi đất khách người ta, có đêm nào buồn chán lòng nhớ nhau. Nơi đây em xin chúc người ta yên vui sống bình an, để quên đi những vết thương lòng như quên một dòng sông. Thôi, nếu đã không hiểu nhau rồi á, coi như mình hết duyên. Trời ơi, chị Hai ơi, chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai ơi, chị Hai ơi, chị Hai. Ủa anh Hai, anh Hai thấy chị Hai đâu không anh Hai? Tao đuổi chị Hai đi rồi. Anh nói vậy là chị Hai đi rồi hả? Trời ơi, ba làm ăn gì là chết em rồi. Đã nói là ở nhà đợi em về, rồi em dẫn ba lên Sài Gòn làm. Em phải dứt đúng chỗ mới được. Rồi bả lên bả không biết đường biết xá, đi lộn đường. Rồi tụi giang hồ không thấy bả, rồi nó đòi nó chém nó giết em nữa. Trời ơi chị Hai ơi. Chú Hai ra đây. Dạ. Chú ra đây. Chú mới nói gì vậy? Dạ. Cái gì mà giang hồ giang hồ? Chú nói gì mà tôi không hiểu gì vậy? Vậy chị Hai không nói gì với anh Hai hết hả? Thì là cái gì nè. Em đi học ở trên Sài Gòn á. Rồi em chơi bời theo đám bạn em. Rồi tụi nó mê thể thao, thì em cũng tham gia mỗi thứ một chút. Đá gà một chút, đá banh một chút, số đề một chút, cờ bạc một chút, thậm chí gái gú cũng một chút. Nhiều chút quá nó dồn lại thành một đống. Trời ơi, chú nói lẹ lên cho nghe coi. Thì nói túm lại là em nợ nần tụi giang hồ, giờ không có tiền trả. Nó đòi chém đòi giết em trển á. Cái anh Hai biết sao không? Em bí quá em làm liều, em nói với tụi nó ở dưới quê á, tao có bà chị Hai tướng bà ngon lắm, cái gì bà cũng làm được hết trơn á. Giờ không ấy tao về tao kêu chị Hai tao lên làm việc cho tụi bay trừ nợ, tụi nó chịu luôn anh Hai. Chú mới nói cái gì? Chú ký giấy nợ, chú bán chị Hai để trả nợ cho chú. Anh Hai ơi, em hết cách rồi. Nhà của hai chị em mà bây giờ em đường cùng rồi, chị Hai không cứu em thì đâu còn ai. Trời ơi, chú biết chú làm vậy tôi giết tôi đâu. Trang ơi, anh Hai. Trang, anh Hai ơi. Trời ơi, chị Hai. Chị Hai ơi. Hãy subscribe.
xin đừng giọt lệ em rơi. Chiều nào em xa làng quê, em nghe mưa không đêm về, em nghe nức nở trăng thề, những đêm buồn lỡ rồi tình quê. Đời kia như con sóng ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi, bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hai đứa ấy đưa. Em ơi, hôm nào tiếng người đi, em đừng khóc làm chi, để tim tôi buồn nghẹn ngào giờ đôi. Em xin anh hãy hiểu cho em không có thay đổi, để cho em đi cứu em của em, rồi em sẽ về, rồi em sẽ quay về. Trang ơi, Trang ơi, Trang! Mời chị Tư Cẩm Ly trước ạ. Khi Trang từ đây Trang bước lên, Trang ôm cái túi đi lên. Em ơi, tự nhiên tôi muốn rớt nước mắt. Chỉ làm cái tướng lầm lũi đi thôi, rồi đứng ở đây chỉ hát mà đôi mắt thì xa xăm mà nó ngấn nước trong đấy. Thấy nó một cái xúc cảm rất là nhiều. Cũng như cái đầu bài vô đó là mà thoại hai người xong, thì đúng ra là thường thường á, cứ thấy thoại xong là sẽ bắt vào câu hát. Nhưng mà Trang lắng một khoảng xong bắt đầu vô cái câu đầu. Không phải là mình nói là nó hay tuyệt vời hay là gì, nhưng mà có lẽ là cái cảm xúc nó động, lúc đó bắt đầu nổi cả cái da gà cái câu đầu tiên. Nhiều khi nó lại đắt những cái khoảng như thế, cái điểm nhấn như thế. Thì Ly thích Trang nuôi cái cảm xúc như thế là rất là hay. Còn Ly cũng có một cái sự ưu ái là thực sự Ly thấy trong giọng Trang rất là hồn. Cái phần hồn, cái phần đó nó quan trọng lắm. Tuy ra nhiều khi mình hát chưa có tròn trịa lắm, nhưng cái phần hồn nó có thì nó dễ đánh động vào cái trái tim của cái người nghe lắm. Thì trong tiết mục này như vậy. Vinh thì hôm nay là tuần trước cũng có nói là Trang ơi, Trang nhớ Trang nại cái khúc củi này giùm chị cho nó linh hoạt lên. Trang nói chị yên tâm, chắc có lẽ tuần sau là chị sẽ thấy được. Thì đúng là hôm nay mỗi ngày là Trang cho Vinh diễn nhiều hơn một tí rồi. Nhưng Vinh, chị nghĩ em cẩn thận hơn khi Trang chỉ em tiết chế những cái chỗ giống như nãy chị nói á, cái sự đối lập. Em coi chừng là mình bị hét quá, cũng có giận dữ đó, nhưng mà cái âm lượng của từng cái câu nói của mình nên kiểm soát lại một tí xíu và nói từ từ một tí xíu. Đôi lúc em nói em hét quá, em dính chùm tất cả chữ từ này với từ kia, nó không nghe rõ ràng. Và trong hôm nay cái cách hát, em hát thì vẫn tốt, nhưng đối với chị bớt nức nở hơi bị nhiều. Chúc mừng tiết mục của Vinh với Trang. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tiết mục này trong đêm nay từ đầu đến giờ là một tiết mục mà anh chú ý dõi theo mọi cái diễn biến của nó. Và thực sự là hôm nay anh bất ngờ Thanh Vinh đó, bởi vì anh nhớ là tập trước thì anh Vinh diễn còn gượng gạo, nhưng mà trong tập này thì Thanh Vinh thật sự là một người chồng, một người cha trong gia đình rất là mạnh mẽ và có một cái gì đó rất là khẳng khái. Những cái xử lý của em lúc với vợ, lúc dằn co nhau trước khi vợ đi, rồi cái nỗi đau khi mà vợ đi,
Và lúc mà trước lúc đó đó hai người hát với nhau và em quay mặt lại hát. Rồi sau khi mà đứa em trai về và đỉnh điểm nhất là em đã nhận ra sự thật của câu chuyện đó và em đã thiếu điều như là muốn dúi đứa em trai xuống dưới đất á. Mà thực sự là nó rất là chân thật. Anh thấy là chẳng qua là cô Tư cổ có phần hơi đòi hỏi em nhiều hơn một chút xíu, nhưng mà đối với anh thực sự cảm thấy rất đông đầy ở phần của Vinh và cả của phần của Trang nữa. Trang hát những cái câu ban đầu á, những cái lặp lại của những từ em á, em nghe mưa khóc, em nghe nức nở, em. Và anh thấy quá thương cảm cho cái người phụ nữ trong cái hoàn cảnh đó. Và em hát cộng với cái giọng khàn của mình, cộng với cái tình cảm của mình trong đó, thì thật sự là nghe rất nhói lòng luôn. Ở những cái phần đuôi cảm thấy rất là xúc động, rất là tuyệt vời. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Lúc nãy thì Quang Linh cho các bạn biết là cảm xúc của anh lúc đó như thế nào được không ạ? Thấy Trang diễn rất là sâu. Nhưng mà tôi cũng xin thú thực là tôi lại để đến 3/4 thời gian bài hát vừa rồi tôi xoay bạn Vinh. Tôi nghĩ là tôi có cùng quan điểm với anh Nam. Là tôi nghĩ là chị Tư chị hơi khó tính. Tại chị ỷ chị đã từng đóng cải lương và chị quay rất nhiều video clip, cho nên chị đòi hỏi khó như thế. Chứ tôi thấy em hát rất tốt. Và anh không ngờ em diễn xuất hay như vậy luôn. Eo ơi, từ mấy cái tập trước qua tập này là em vượt trội. Có nghĩa tập trước là em 2 điểm. Thì tập này là em lên 8-9 điểm luôn. Em lên một cái anh chóng mặt luôn á. Tuy nhiên như chị Tư nói á, thì anh nghĩ là ở cái đoạn cuối, cái phần hát của em đoạn cuối nó có hơi nức nở thật. Em tiết chế vô đây tí. Cái lúc mà vợ em đi rồi, xong người em vợ về và nói chị hai đâu, cái bảo ta đuổi chị hai mày đi rồi. Thế là trời ơi, sao đi mắng báo em để lên chỗ em nói là giới thiệu chỗ làm này nọ, thì em mới phát hiện ra là mình đã nghi ngờ sai, đúng không? Thì cái lúc đấy là anh thấy em cái người em trai đứng bên này, em đứng bên này, mặt em đang như thế này, thì kiểu em đang nói ta đuổi chị mày đi rồi. Thì đang hầm hầm thế. Tại vì em cứ nghĩ là người vợ đấy phản bội, đúng không? Bắt đầu khi mà người em trai nói thì em mới biết ra nguyên nhân, thì em xây lại ngay. Thì anh thấy cái chỗ đó em chuyển trạng thái hơi bị ngột. Thực sự rằng cái đó là cái động thái để em chuyển từ cái trạng thái này qua trạng thái kia. Em có một cái sự giống như là hơi bị thì ra là như vậy. Mình đã nghĩ, tức là cái đó nó chỉ cần cái biểu hiện trên mặt em cũng được nữa. Thì cái đó thì đòi hỏi, đúng là đòi hỏi em. Nhưng mà tại vì hồi nãy giờ mọi người khen nói em là từ 2 mà lên 8 lên, cho nên mình sao mà chị dám chê thêm nữa. Chị chê đây là thứ nhất là chị biết Vinh và chị biết em bị một cái nhược điểm rất lớn là về cái phần đó. Cho nên hôm nay chê, nhưng không phải là chê mà là em đã làm được, chị có khen. Nhưng ở đây có Trang, chị nói Trang sẽ mài dũa em lại để biết đâu kỳ này qua cái đợt này em lộ xác được về cái phần đó thì chị rất là vui. Cho nên có phần hơi đòi hỏi nhiều. Tại vì khi người ta không làm được thôi, người ta làm được một mình muốn người ta hai mình muốn người ta 3, 4, cái đó là tốt cho em thôi. Xin cảm ơn lời khuyên của ban giám khảo chương trình và xin chúc mừng cho Lê Trang, Thành Vinh. Thưa quý vị, hội ngộ trên sân khấu là 5 cặp đôi vàng của chương trình Tuyệt đỉnh song ca, cặp đôi vàng mùa 3 bảng B ạ. Ở vòng giao đấu 1 này chúng ta đã bắt đầu tính điểm. Sau vòng giao đấu 2 thì điểm số này sẽ là cơ sở để loại một cặp thí sinh có số điểm thấp nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với việc công bố điểm số của từng cặp thi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là cặp đôi ca sĩ Triệu Long và ca sĩ Thanh Lan với bài hát Cỏ Úa. Các bạn đã nhận được 37 điểm từ ban giám khảo. Xin chúc mừng. Tiếp theo, với sự nỗ lực của diễn viên Tuyền Mập và ca sĩ Văn Hương, chúng tôi xin được chúc mừng số điểm của đội bạn là 38 điểm. Ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật đã nhận về cho đội mình 36,25 điểm. Diễn viên Lê Trang và ca sĩ Thanh Vinh, điểm số của đội bạn là 38,25. Xin chúc mừng. Và tiết mục có số điểm cao nhất trong ngày hôm nay đó là liên khúc lời tỏ tình dễ thương và hào hoa, được thể hiện bởi ca sĩ Sơn Ca và ca sĩ Khư Huy Vũ
với số điểm 39 điểm. Xin chúc mừng. Còn không biết là có được tiết mục ấn tượng dành 20 triệu của chương trình hay không, còn tùy vào quyết định của ban giám khảo. Còn bây giờ xin mời đại diện ban giám khảo, chị Tư Cẩm Ly sẽ cùng công bố kết quả này. Trong hôm nay thực sự là có rất là nhiều tiết mục ấn tượng, cho nên là ở đây là giám khảo cũng bàn luận rất là nhiều để chọn ra một tiết mục. Cái tiết mục này nó cũng nói lên các bạn thực sự mình chơi cuộc chơi mà mình nghiêm túc và mình có một cái tâm huyết thì chắc chắn là mình sẽ có được một cái hồi đáp lại. Thì ở đây là thống nhất tất cả là mọi người sẽ chọn tiết mục. Xin chúc mừng. Tiết mục của bà Huyền, đánh ghen ông Huyền. Một lần nữa xin chúc mừng đội có điểm số cao nhất trong ngày hôm nay đã liên tục giành được những giải thưởng hấp dẫn. Và đây là giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất, 20 triệu đồng đã thuộc về Sơn Ca và Khư Huy Vũ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.